trong bia mà gió mà thổi nhá. Ừ, nó đẹp đến cỡ này luôn, chị thấy có người ẻo nó đẹp đến cỡ này luôn á, cái đồi cát nó đỏ đẹp lắm nha, thượng lắm nè. It is Dune 45. I did not wear suits. It must live and hotter and hotter. Oh, oh, I can't. Oh, not there. It's super hot. Another time. I mean, another time of the day. It's super hot right now. One more day, but extremely hot. I try. 20 more steps. Oh, I'm scared of hay now. Okay, go back. Let's go. Down. Oh, I was there earlier. Even I still have about 30 or 50 feet away. But I was there. When you were there, you did not know where exactly the summit. But I must be there. Also, extremely hot. Burn. My feet were burned. Cái này được nói là nhất nhì đồi cát cao nhất thế giới đó nha. Bước đi. Ok, chị chạy á. Ừ. 8 rưỡi là số Mỹ á. Riêng có giày kia mà. Tại vì không phải.